Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, siêu bão số 2 có sức gió lên đến 225 km/h trước khi đổ bộ vào Kajian, phía bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc vào sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương. Khi hoành hành trên đất liền, siêu bão số 2 đã làm nhiều căn nhà tốc mái, cây cối bật gốc, gây mất điện trên diện rộng và khiến ít nhất 120 người thiệt mạng. Ngoài ra đã xuất hiện thông tin chưa kiểm chứng về thương vong tại thị trấn ven biển tỉnh Quảng Đông. Khu vực bị bão can quét là nơi sinh sống của 5 triệu người dân. Trong đó, nhiều người đã phải sơ tán vì mưa bão. Một số nhân chứng mô tả về cảnh tượng đáng sợ khi bão đổ bộ, các ván gỗ va vào cửa kính bay dọc hành lang. Tôi không thể tưởng tượng được những người sống trong những túp lều nhỏ hay nhà thiếu kiên cố sẽ chống chọi như thế nào. Ông Chen, một người tránh bão trú tại một khách sạn ở Kajian, kể với đài NTD. Ông cũng cho biết ông đang rất lo lắng bão lớn có thể gây lũ quét, dẫn đến lở đất nghiêm trọng tại các vùng thôn quê ở miền Bắc đảo Hải Nam. Một quan chức địa phương này nói với đài NTD rằng, hầu hết các tòa nhà tại thành phố thủ phủ đảo Hải Nam đều bị hư hại. Theo tỉnh trưởng ông Ban Ba, vấn đề lớn nhất của lực lượng cứu hộ lúc này là dọn dẹp đống đổ nát khỏi các con đường chính. Ngoài ra, hệ thống thông tin liên lạc và lưới điện bị gián đoạn ở nhiều nơi đã cản trở nỗ lực tiếp cận các khu vực hẻo lánh để đánh giá thiệt hại. Quân đội PLA quyết định gửi 2 máy bay AN-24 và 10 trực thăng đến đảo Hải Nam tham gia cứu hộ và khắc phục hậu quả. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, nỗ lực mang hàng hóa cứu trợ đều gặp khó khăn do sân bay cũng đã bị hư hại. Trong khi đó, các nhà chức trách nói một số tỉnh của Trung Quốc có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão, trong đó Quảng Đông, Hải Nam, Chiết Giang cũng đã phát cảnh báo đến người dân về nguy cơ mưa lũ, lở đất nghiêm trọng. Riêng chính quyền tỉnh Quảng Đông còn có một nỗ lực khác như các nhà máy điện hạt nhân Dương Giang nằm cách nơi bão dự kiến đổ bộ chỉ 30 km. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, bão sẽ đổ bộ gần thành phố ven biển. Còn tại tỉnh Hải Nam, một hòn đảo cách Hồng Kông 500 km về phía đông nam, chính quyền cũng cảnh báo mối đe dọa từ cơn bão số 2 là rất nghiêm trọng. Sự thận trọng trên có lẽ là cần thiết sau khi siêu bão này gây ra sóng to, cuốn nhiều người ra biển dù không đổ bộ vào đó. Theo BBC, thiệt hại kinh tế mà cơn bão gây ra cho Đài Loan có thể lên đến hơn 2 tỷ đô la Mỹ, nhưng so với Trung Quốc, con số này còn cao hơn nhiều là 10 tỷ đô la Mỹ, trong đó Hồng Kông tổn thất 2,6 tỷ đô la Mỹ. Đó là đánh giá được ông Vân Sơn, chuyên gia về thiên tai tại công ty nghiên cứu của Mỹ đã đưa ra. Kính thưa quý vị khán giả, cũng theo nguồn tin có liên quan, trận mưa khủng khiếp nhất lịch sử Trung Hoa vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Ba, bỗng dưng bầu trời thành phố Bắc Kinh tối sầm như đêm 30 Tết. Gió lốc cuồn cuộn kéo đến trông thật khủng khiếp. Hình ảnh cơn lốc như những con quái vật đang vẫy vùng, như đang vơ vét, nuốt chửng tất cả những gì trên con đường mà nó đi qua. Đồng thời trên trời có những tiếng nổ rất lớn, nghe xé tai thật hãi hùng. Có nhiều xe bị nó hút vào và cuốn lên cao va đập vào nhau, bốc cháy trong cơn lốc nhìn như vòi lửa. Cảnh tượng được ví như ngày tận thế, ngày mà thiên nhiên hủy diệt trái đất với mưa dầu, nắng lửa, động đất hỏa hoạn khắp nơi. Khi cơn lốc đi qua, mọi người trốn chạy được thì thở phào nhẹ nhõm, bèn nhìn nhau tự chúc mừng cho mình gặp may mắn. Nào ngờ trên trời bỗng dưng lại rơi xuống những mảng màu đen, sền sệt nhưng chất nhảy đó rất trơn. Hiện nay trên những con đường xảy ra rất nhiều tai nạn, đặc biệt trên đường cao tốc đã có hàng trăm chiếc xe tông liên hoàn vào nhau do chất dầu gây ra. Dù tài xế có đạp thắng nhưng vô tác dụng vì nó rất trơn, làm lực ma sát của vỏ lốp không còn tác dụng. Có rất nhiều người đi qua chứng kiến cảnh tượng xe bị tông liên hoàn và chia sẻ trên mạng, đồng thời khuyến cáo các xe khác không nên di chuyển vào con đường này. Theo tin từ chính quyền cho biết, chất mà rơi vãi trên đường màu đen là một loại dầu thô chưa qua xử lý. Do ảnh hưởng của cơn lốc xoáy, nó dùng lực ly tâm hút lên khi nó đi qua nhà máy lọc dầu gần đấy. Để đối phó kịp thời thì nhà chức trách cho các nhóm vệ sinh đi thu gom bằng cách dùng xe vệ sinh hút và trải mùn cưa. Các phóng viên của tờ báo địa phương hỏi một người trong nhóm bị tai nạn cho biết đây là chuyện chưa từng xảy ra trên quê hương của chúng tôi. Vậy ông có tin sự công bố chính phủ là đúng sự thật?
Ông nói thêm, nhưng chỉ đúng một phần, vì chất này là dầu thô thì ai mà chẳng biết. Nhưng theo tôi, cơ hội này chúng kể láo để có tiền bỏ túi riêng về khối lượng thất thoát. Một người khác cho rằng đất nước chúng tôi gần đây đã có nhiều thiên tai kỳ lạ xảy ra, chứng tỏ có điểm chẳng lành cho đất nước Trung Hoa và người dân. Theo thống kê, hàng trăm người đã thương vong do lốc xoáy kinh hoàng tại Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, đã có ít nhất 60 người thiệt mạng và 217 người khác bị thương sau trận lốc xoáy kinh hoàng lại tiếp tục xảy ra vào tối ngày Chủ nhật vừa qua tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Với sức gió 23,9 m/s, trận lốc xoáy đã làm tốc mái nhà, gây ra hư hại cho hơn 130 nhà dân, làm sập nhiều lán trại tại công trường xây dựng cùng với 27 người dân, quật đổ nhiều cây xanh. Ngoài ra, hai tháp cần trục lớn cùng một nhà hộp 180 m² của công trường xây dựng cũng bị hư hại do lốc xoáy. Đa phần những người bị thương là do cây đổ, mái nhà bị tốc, biển hiệu quảng cáo bị rơi đè vào người và họ đã được đưa tới cơ sở y tế địa phương. Kinh hoàng hơn nữa là cảnh hai công nhân vệ sinh làm việc trên cao bị gió lớn quật mạnh đập vào kính vỡ, tử vong thương tâm. Cơ quan điều tra hiện nay đang truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân có liên quan do thời tiết xấu đã được dự báo trước thời điểm xảy ra sự việc. Sự việc hiện đang gây xôn xao dư luận tại Trung Quốc. Theo đó, vào chiều ngày thứ Hai vừa qua, hai công nhân vệ sinh ở Hồ Nam, Trung Quốc đang được treo lên trên một tòa nhà cao hàng chục tầng để làm công việc dọn dẹp vệ sinh cửa kính, thì bất ngờ một cơn gió mạnh cấp 10 thổi qua khu vực này khiến thùng treo của họ bị rung lắc mạnh và liên tục đập vào tường của tòa nhà. Lực lượng cứu hộ đã cứu được hai người, sau đó cố định thùng treo và đã đưa họ đến bệnh viện, nhưng không may cả hai đã tử vong sau đó. Theo báo cáo của trang tin thời tiết địa phương, đã có một trận lốc xoáy vòi rồng lớn quét qua Vũ Hán, Cầu Bắc, Trung Quốc vào chiều ngày hôm trước đó, với lượng mưa lớn và điều kiện thời tiết xấu. Các chuyến đò ở Vũ Hán đã bị hoãn, nước trong nhà ga bị tích tụ nên ngập nhẹ, các biển quảng cáo cũng bị gió thổi mạnh và hư hỏng. Trung tâm khí tượng Hồ Bắc cũng thông báo rằng lượng mưa từ 13 giờ ngày hôm đó sẽ tăng cao, xuất hiện kèm theo mưa đá, sấm sét, gió giật mạnh. Gió giật ở các khu vực ở Vũ Hán đạt cấp 14 và lượng mưa trong 2 giờ từ 14 giờ đến 16 giờ vượt quá 250 mm. Tuy nhiên, 13 giờ 30 phút ngày hôm đó, hai công nhân vệ sinh được cử đến để lau tường kính bên ngoài của một tòa cao ốc. Một tiếng sau đó, thời tiết thay đổi đột ngột, gió mạnh liên tục quất vào thùng treo của cả hai gây rung lắc, đập mạnh vào tường của tòa nhà nhiều lần. Thậm chí trong đoạn video quay lại, hình ảnh cho thấy rõ khoảnh khắc kính tòa nhà bị vỡ và bay ra ngoài. Gió giật mạnh khiến hai công nhân vệ sinh trên cao bị đập mạnh vào kính nhiều lần. Hai nạn nhân đã bất lực bám chặt thùng treo, mắc kẹt và đong đưa trên cao theo cơn cuồng phong. Lực lượng cứu hộ đã mất 20 phút để tiếp cận giải cứu hai nạn nhân. Hiện người đứng đầu dự án trên đã bị bắt giữ. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp, vụ án đang cùng cơ quan có thẩm quyền điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tiến hành truy cứu trách nhiệm với những người có liên quan tới sự vụ trên. Kính thưa quý vị khán giả, một cơn lốc xoáy quét qua thành phố Khai Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 190 người bị thương. Hãng tin AP dẫn lời chính quyền địa phương cho biết cơn lốc xoáy đã tấn công thành phố Khai Nguyên vào chiều tối qua. Kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV sau đó công bố đoạn camera giám sát cho thấy một loạt tòa nhà bị sập. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm trong đống đổ nát để cứu những người bị mắc kẹt nếu có. Cơn lốc xoáy cũng thổi bay cửa kính các ngôi nhà và xe hơi nằm trên đường đi của nó. Nhiều nhà máy và thiết bị trong một khu công nghiệp bị hư hỏng. CCTV cho biết ngoài 196 người thương vong, hơn 210 người đã được giải cứu và 1.600 người khác phải sơ tán. Gần 3.600 ngôi nhà bị cơn lốc xoáy làm hư hại và hơn 9.900 cư dân ở thành phố Khai Nguyên bị ảnh hưởng. Thành phố này có khoảng nửa triệu cư dân sinh sống. Đến ngày hôm nay, lưới điện được khôi phục cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng, nhưng các doanh nghiệp phải đợi 3 ngày nữa. Thời báo Hoàn Cầu cho biết lốc xoáy hiếm khi xảy ra ở Trung Quốc. Vào năm 2016, một cơn lốc xoáy kèm mưa đã khiến 98 người thiệt mạng ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Hôm vừa qua, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Trung Quốc nói rằng biến đổi khí hậu có thể gây ra các sự kiện thời tiết cực đoan hơn, theo sau lũ lụt, hạn hán và nhiệt độ cực cao ở một số khu vực trong năm nay. Cơ quan này thống kê được lượng mưa kỷ lục ở một số khu vực của Trung Quốc, trong khi 40 trạm quan sát thời tiết
ghi nhận mức nhiệt độ nóng nhất từ trước đến nay. Chính quyền tỉnh Hà Bắc đã ban hành báo động đỏ về mức nhiệt độ cực cao hôm nay, với nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C tại các thành phố lớn của tỉnh này, bao gồm Bảo Định, Thạch Gia Trang, Hành Thủy, Thương Châu, Hình Đại và Hàm Đan. Nhiệt độ cực đoan và hạn hán dự kiến làm ảnh hưởng tới sản lượng ngô trong khu vực. Hà Bắc là một trong những nhà sản xuất ngũ cốc lớn nhất của Trung Quốc. Lượng mưa trong tỉnh đã giảm 23,9% so với mức trung bình quý 2 năm 2019. Theo tờ Nhật báo Hà Bắc, một đợt nắng nóng quét qua miền Bắc Trung Quốc bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh dự kiến kéo dài đến tuần tới. Trong một tuyên bố chung với Pháp và Liên Hợp Quốc công bố hồi cuối tuần trước, Trung Quốc đã cam kết cắt giảm lượng khí thải carbon để góp phần chống lại sự nóng lên của trái đất, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.